con rồi mà em đồng ý thì chị cũng thật sự là chị không 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 chấp nhận được điều đó thế. Chị vợ quyết định ôm quần áo ra đi vì chồng cặp kè với hot tiktoker NNQ. Đã thế Trà Xanh còn bảo chị chưa ngoại tình nên không hiểu cảm giác của em đâu. Gần đây chiếm sóng mạng xã hội là các chị gái sỏi việc nước, đảm luôn cả việc chăm chồng nhà người. Có thể điểm danh sương sương là bà chị Thái Bình thích ăn lòng xào dưa 30k, bà chị thích ăn dứa để bổ sung H2O. Mới đây nhất vẫn là câu chuyện chị vợ và con giáp thứ 13. Chưa rõ người này thích ăn món gì nhưng câu nói chị chưa ngoại tình nên không hiểu cảm giác của em đâu khiến dân tình 3 phần bức xúc, 7 phần như ba vì thái độ lồi lõm của cô bồ. Theo đó, Trà Xanh là một hot tiktoker có khoảng 76,1 nghìn lượt nhấp follow. Chị vợ kể mình đã biết chồng ngoại tình từ lâu nhưng là một do Trà Xanh xin lỗi hứa hẹn sẽ không qua lại dâm dui nữa nên được tha thứ. Tuy nhiên đến lần thứ hai là giọt nước tràn ly khi người chồng vẫn chứng nào tật đấy vì tí dấm tí mẻ bên ngoài mà quên đi mái ấm hạnh phúc, nhất là khi chiếc Trà Xanh lại còn nói với Trinh Thất bằng thái độ rất lồi lõm rằng chị chưa ngoại tình nên không hiểu cảm giác của em đâu, nên chị gái này quyết định sẽ ôm quần áo ra đi, chấp nhận việc mất đi một người chồng tệ bạc và con gái 3 tuổi của mình sẽ từ bỏ một người cha vô lương tâm. Bởi dù có cho bao nhiêu cơ hội thì kết quả vẫn chỉ nhận về là sự phản bội của người chồng cùng thái độ hả hê của cô bồ.